Anh Viên công khai nhắc đến chồng và mẹ chồng, bị thử lòng vẫn đáp trả cực khéo, cộng đồng mạng xin thua. Dù bị dồn vào thế khó khi bị cư dân mạng hỏi chuyện liên quan đến chồng và mẹ chồng, nhưng Ánh Viên đã khiến mọi người vỗ tay dần dần vì câu trả lời cực tinh tế, khéo léo nhưng không kém phần hài hước trên mạng xã hội. Kể từ sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên có phần cởi mở hơn trên mạng xã hội. Tiểu tiên cá không chỉ cập nhật đều đặn về cuộc sống đời thường của mình mà còn thoải mái trả lời bình luận từ cư dân mạng. Thời gian gần đây, Ánh Viên bất ngờ tiết lộ cô đã có bạn trai. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, bởi lẽ Ánh Viên vốn sống kín tiếng và hiếm khi tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Thậm chí, dân mạng còn soi ra được cả Ánh Viên lẫn bạn trai đều cập nhật trạng thái đã đính hôn trên trang cá nhân từ năm 2021. Chính điều này càng khiến khán giả một đám cưới đẹp của cặp đôi trong tương lai. Mới đây, phía dưới bài đăng của Ánh Viên, một dân mạng đã đưa ra tình huống giả định để hỏi xoáy đáp xoay cô nàng. Nghe đồn chồng đi hỏi Ánh Viên, cô hỏi anh ta, nếu em và mẹ anh rớt xuống sông, anh cứu ai trước? Trước câu hỏi này, Ánh Viên đã có màn thoát pressing cực mượt, thể hiện khả năng ứng biến thông minh và hài hước. Dạ nhà em mà rớt xuống thì mạnh ai nấy bơi ạ. Câu trả lời cũng khiến cư dân mạng thích thú, thả like và ha ha tới tấp. Đây là lần hiếm hoi Ánh Viên công khai trả lời bình luận liên quan đến bạn trai trên mạng xã hội. Trước đó, cô gần như không có bất cứ đả động hay chia sẻ nào về đối phương ở trang cá nhân. Từ trước đến nay, Ánh Viên được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Kể cả thông tin danh tính bạn trai, Ánh Viên cũng chưa từng tiết lộ. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra chàng trai của Ánh Viên. Theo đó, người này được cho là HT, đồng sáng lập và cũng là quản lý câu lạc bộ bơi Ánh Viên. HT lớn tuổi hơn Ánh Viên, đã có 5 năm kinh nghiệm dạy bơi. Ngoài ra, anh chàng còn có chứng chỉ cứu hộ do Liên đoàn Thể thao Hồ Chí Minh cấp. Cư dân mạng cũng phát hiện ra, Ánh Viên và chàng trai này đã có thời gian dài để tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Trên Instagram, cư dân mạng phát hiện ra Ánh Viên đang theo dõi 22 người và HT là chàng trai Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này. Được biết, Ánh Viên và bạn trai có kế hoạch sẽ làm đám cưới vào năm 2024. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè hai bên. Nguyễn Thị Ánh Viên, sinh năm 1996, quê ở Cần Thơ, từng là vận động viên bơi lội xuất sắc thuộc Đoàn Thể thao Quân đội và đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Tháng 10 năm 2021, Ánh Viên đã làm đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ. Về lý do, nữ kỳ ngư sinh năm 1996 cho biết cô muốn hoàn thành việc học, chăm lo cho đời sống cá nhân của mình. Tháng 3 năm 2022, trước thềm SEA Games ở Việt Nam, Ánh Viên tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu. Quyết định ấy gây tiếc nuối cho người hâm mộ, nhưng những người yêu mến Ánh Viên cũng hiểu đã đến lúc cô gái trẻ được sống cho riêng bản thân mình. Ánh Viên không tiếc nuối vì dành cả thanh xuân cho bơi lội, ngược lại cô cảm thấy mình may mắn khi được bơi và thành công ở những năm tháng còn trẻ. Tuy nhiên, tiểu tiên cá khẳng định quyết định giải nghệ với mình là đúng đắn để cô trở thành con người vui vẻ, rạng rỡ như hiện tại. Cô gái sinh năm 1996 chia sẻ hiện tại cô đã có bạn trai với nụ cười đầy hạnh phúc. Bây giờ trong tương lai, em muốn lan tỏa niềm vui bơi lội tới trẻ em Việt Nam để giảm tình trạng đuối nước thương tâm khi mùa hè diễn ra. Thực sự trong lòng em còn tiếc nuối có những điều chưa làm được, có khả năng làm được nhưng vì điều kiện khách quan và cuộc sống xung quanh, nó đẩy mình quyết định dừng lại. Nhưng không phải dừng lại ở đây là kết thúc hết, mình dừng lại để mình bước tiếp trang mới. Làm gì mình cũng phải có định hướng, mình cần biết mình phải làm gì có chuỗi cuộc sống của mình, có ý nghĩa, có ích vì mình chỉ sống một cuộc đời thôi, phải có kế hoạch để đạt được.